Đây là cái táp ly của cửa xe nhá. Mới chợ. Quá mới luôn. Các bác xem này. Xuất sắc luôn ạ. Toàn bộ những cái táp ly đồng đều với nhau nhá. Toàn bộ nội thất đây là nội thất zin thôi nhá. Có nội thất zin nguyên bản này. Đẹp chưa? Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Đó, một mẫu xe được bên em đánh giá là cũng rất là đẹp luôn đấy nhá. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe phải thực sự chất lượng nhá, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào ạ. Nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe nhá. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em. Nếu thì hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em còn nhá. Đây là toàn bộ là nội thất các bạn ạ. Nội thất là ghế da zin các bạn ạ. Ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu. Đã độ lên sàn 5D này. Đó, trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại luôn. Phần ghế điện này các bác nhá. Đó, đây là để em cho chìa khóa vào. Ghế điện này ạ, hoạt động rất là mượt này. Được chưa? Khá đẹp luôn đúng không ạ? Toàn bộ đây. Tất cả những phần này tem mác nguyên bản này, rất là mới đẹp này. Toàn bộ đây. Từng chi tiết nhỏ nhất các nhá. Quá chất lượng luôn đúng không ạ? Nói chung là xe đẹp lắm các bạn. Các bác xem này, cái đài này, đầu đài nguyên bản này còn chưa có bóc cái này ra này các bạn. Đó, chưa có bóc cái vẻ bóng ra luôn coi nhá. Quá chất lượng luôn. Dạ vâng, mẫu xe được mang tên là Mercedes. Coi nhá, Mercedes C240, sản xuất năm 2004 và đăng ký lăn bánh năm 2005, số tự động nhá. Một mẫu xe còn khá chất lượng luôn, trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại. Có túi khí quanh xe coi nhá. Túi khí quanh xe luôn, phanh ABS. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện, điều hòa tự động, chốt cửa tự động, rèm chắn lăng tự động, hai ghế trước chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí nhá. Có vô lăng chỉnh điện này, ga tự động này. Nội thất zin nguyên bản này, trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại luôn. Nói chung là khá hiện đại luôn đó nhá. Dòng này tôn vỏ là dày. Cách âm nó rất là tốt luôn. Đây ghế điện đây các nhá. Ghế điện ghế hàng bên lái đây. Quá chất lượng luôn. Cái này có thể cho lên cho xuống nhá. Đầy đủ luôn. Đây là phần vô lăng nhá, vô lăng zin nguyên bản này. Còn rất là mới này đúng không ạ? Logo này. Quá chất lượng luôn. Đây những cái phần đèn đều nhá, họ mới cứng luôn ạ. Và đây là cái form dáng bên ngoài của chiếc xe này các nhá. Một mẫu xe khá thương hiệu rồi, rất là nổi tiếng các nhá. Các bác xác định đã đi dòng Mercedes này rồi thì hầu như là không muốn đi dòng xe khác nữa nhá. Tại vì sao cái dòng Mercedes này nó rất là nổi tiếng rồi. Thứ nhất là đi nó đầm, nó chắc này, nó cách âm tốt này. Và thứ hai là trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại an toàn các nhá. Đó, rất là đỉnh cao luôn, công nghệ hiện đại. Rất là nhiều option luôn các nhá. Dạ vâng, mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 179 triệu nhá, 179 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc nhá và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Ví dụ như các bác ở vực miền Trung này, miền Tây, miền Nam nhá. Đó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí 5 triệu cho em nhá. Đó, còn giá thì bên em vẫn bớt được chút ít cho các bác nhá. Đó, vẫn thương lượng được ạ. Toàn bộ đây, táp ly này. Các bác này, những cái phần lốm đèn này nó rất là mới này đúng không ạ? Xe đẹp lắm các bác. Quá chất lượng luôn. Vô lăng này, logo mới cứng này. Được chưa? Quá chất lượng luôn đúng không ạ? Phần ghế chỉnh điện đây nhá, ghế chỉnh điện này. Phần gối đầu cũng có thể chỉnh điện được này các bác này. Được chưa? Rất là xịn xò luôn đúng không ạ? Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhé. Máy lổ khá êm luôn các bạn. Đây em mở capo. Và phần rèm điện đây các bạn. Rèm chắn lăng tự động điện này, hiện đại chưa? Vẫn hoạt động rất là mượt mà luôn. Đây em. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Máy lổ đại chất luôn ạ. Máy lổ êm ru này các bác này.
đồ lổ êm du luôn ạ, cực kỳ chất lượng. Và đây toàn bộ dàn đầu là zin nhá, zin nguyên bản luôn, quá chất lượng luôn ạ, cực kỳ ngon luôn. Dạ vâng, đó tổng thanh xe Mercedes thôi nhá. Một lượt em yêu tôi xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.